Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Đẹp Về Chưa. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm bật lửa kho. Đó chính là chiếc bật lửa hình hộp thuốc lá số 5. Đây là chiếc bật lửa mình muốn giới thiệu với các bạn. Chiếc bật lửa này được làm bằng vỏ hoa là bằng nhựa. Chiếc vỏ là ở phía dưới này nó có nước điều chỉnh ga và nó bơm ga, ta bạn và dao cộng là ta tăng ga, bạn quay dao tư là ta giảm ga. Ở đây là có hai cái đèn led, hai cái đèn led này có chức năng bấm như thế này, bấm ở này á cho ta cái đèn pin cho ta ánh sáng màu trắng, để ta bấm lên này cho ta ánh sáng màu tím để ta xoay, cho ta có thể kiểm tra tiền thật hay tiền giả, rất là tiện lợi. Là ví dụ như thế này, ta có tờ tiền như thế này. Ba chiếu ánh sáng màu trắng là ta sẽ không thấy một cái gì hết, nhưng ta chiếu ánh sáng màu tím mạch này sẽ không thấy, nhưng mạch này rồi là này ta sẽ thấy có 100.000 này, tất là ta không thấy là ta thấy được, nhưng mà ta bấm này ta sẽ thấy có 100.000 và thấy á. Là chiếc mặt lửa này nó sẽ cho ta ngọn lửa kho, ta cũng thử xem ngọn lửa của chiếc mặt lửa này như thế nào nhé. Đây còn lửa kho nhỏ còn rất là đẹp. Sáng màu trắng, sáng màu tím. Sản phẩm này rất là nhỏ gọn và rất là tiện lợi nên rất được nhiều người yêu thích. Các bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.